Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Tỵ. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Một trong những cái tháng có thể nói là địa chi khá là xấu đối với người tuổi Tỵ, vì Tỵ Hợi là thuộc nhóm lục xung, mà lục xung thì mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau ở trong cái thuyết về tử vi phong thủy. Và đặc biệt là khi mà cái địa chi gặp lục xung, không những gia đạo tình cảm mà có mối quan hệ xã hội, thậm chí là những cái mối quan hệ giữa chủ tớ hoặc là đồng nghiệp với nhau nó cũng không được tốt đẹp. Cho nên là đây là có thể nói là tháng đã là người chịu tam tai, đã nên gặp tháng này là tháng khá xấu về các mối quan hệ trong công việc, và đặc biệt là thị phi ở trong cái tháng này nó rất là cao đối với người tuổi Tỵ. Thì để xem coi là tuổi Tỵ của mọi người nó sẽ xấu thêm ở vấn đề nào nữa, có thể là mạng hay là về cái thiên can. Ví dụ như trụ về thiên can thì nó ảnh hưởng nhiều đến công việc tài lộc, thì xem coi là mọi người tuổi Tỵ ai sẽ là người chịu nặng nề nhất ở trong cái tháng này. Đầu tiên thì mình sẽ phải chia sẻ với mọi người về tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 với mệnh Trường Lưu Thủy. Người mà mệnh Trường Lưu Thủy gặp tháng Ất Hợi là một tháng hỏa, như vậy là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe thì không được tốt đẹp, có một chút gì đó là không được ok. Mà khi mà bổn mạng mà tương khắc tháng thì phúc tinh và tài tinh vì thế sẽ bị phần nào khống chế. Như vậy thì phá và bại tinh, đặc biệt là thái tế ở trong cung của người Quý Tỵ sẽ có cái cơ hội phát huy cái tác dụng, đem lại nhiều điều không có tích cực. Thiên can thì Quý Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mà Quý thì thuộc thủy, Ất thì thuộc mộc, cho nên có thể nói là âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên không tốt đẹp, có thể là công việc sẽ gây khó khăn và tài lộc sẽ có hao mòn. Tuy nhiên là cái người Trường Lưu Thủy và Quý Tỵ này sinh năm 1953 thì các anh các chị đa phần thì đã là những người nghỉ hưu hoặc là chỉ còn ở trên cái cương vị mà kinh doanh thương mại thôi, cho nên là cũng đỡ đần phần nào thôi. Thì cái thiên can này nó tài lộc thì cũng khó thất thoát ở trong cái tháng này. Địa chi thì Tỵ Hợi thì thuộc nhóm lục xung. Lục xung là như đã nói ở trên, là mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau ở trong hai cái con giáp này, cho nên nó là gia đạo tình cảm báo hiệu sẽ gặp nhiều chuyện không vui xung khắc, đặc biệt là cẩn thận với những cái lời tai bay vạ gió đối với người Quý Tỵ nữ mạng ha. Rồi tiếp đó là những cái điều không tốt ở trong cái tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Quý Tỵ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ phải xét xeo cho người Ất Tỵ sinh năm 1965 với phúc đăng hỏa. Thì mình nói năm nay là Quý Hợi thì xấu nhất, thì nam nữ thì Ất Tỵ cũng là xấu nhì chứ cũng không phải dạng vừa đâu ha. Mệnh phúc đăng hỏa thì do là mệnh phúc đăng hỏa cả năm là năm mộc, cho nên là bản mệnh được tương sinh, tuy xui xẻo gặp nhiều chuyện buồn phiền chống phá nhưng không mất mạng, không có đến nỗi mất mạng của mình, vừa chịu tam tai năm nào lại sao hạn không tốt. Như vậy người Ất Tỵ sinh năm 1965 là mạng hỏa, gặp tháng Ất Hợi lại là hỏa nữa, cho nên là hỏa đầu hàng, bổn mạng, sức khỏe không có vấn đề, tiếp tục tốt đẹp, không có sợ bệnh hoạn gì. Thiên can thì chữ Ất nó cũng đồng hàng, công việc không có gặp khó khăn nhiều, bớt đi cái khó khăn từ gì nó khó khăn đủ rồi, phần nào gọi như là bớt hao tốn lại. Tuy nhiên địa chi thì lại không tốt đẹp, Tỵ Hợi thuộc nhóm lục xung, mà như đã nói thì lục xung thì không những xấu về phần gia đạo đâu, nó còn kéo theo các mối quan hệ để mà ở trong cuộc sống.
Nếu như mà người Ất Tỵ có nhắm muốn nhờ ai giúp đỡ hay là cái gì á, nói trong tháng 10 này thì chắc chắn là sẽ không thành công đâu, không có quý nhân đâu, sẽ đem đến cuộc buồn phiền hơn nữa. Cho nên nếu như cái chuyện mà mình có thể nhờ giả ai ở trong cái tháng 10 này thì nên gọi là đừng suy nghĩ tới, nó không thành công đâu. Đặc biệt là các anh Ất Tỵ đang ở trong cái những cái tháng kiểu như là cực kỳ khó khăn, từ đầu năm tới giờ thì chả có làm ăn gì được hết, tùm lum chuyện ha. Mà nói thật sự ra nói là dù các anh các chị tuy là người tuổi Tỵ, thay vì các tuổi Tỵ khác đó, thì gọi là mà nghĩ cho bản thân nhiều. Ất Tỵ này thì mạng hỏa cho nên cũng hay bốc đồng, cho nên bốc đồng mới chết nhiều. Tiếp tục đó là người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 với mệnh sa trung thổ. Có thể nói người mệnh sa trung thổ Đinh Tỵ sẽ là người được tốt đẹp nhất về bổn mạng trong cái tháng Ất Hợi này, tháng Ất Hợi tháng 10 này. Vì sao? Vì Ất Hợi là hỏa, gặp tháng tháng Ất Hợi là hỏa, Đinh Tỵ là thổ, là như vậy thì xét về chủ mạng là hỏa sinh thổ, bổn mạng và sức khỏe tốt. Khi mà bổn mạng và sức khỏe tốt thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó phần nào phát huy hết tác dụng của mình để đẩy lùi phá và bại tinh. Hy vọng rằng là với cái sự phát huy mạnh mẽ của các cái phúc tinh thì phần nào sẽ làm cho cái chuyện lục xung ở phần địa chi Tỵ Hợi giảm bớt cái sự xung khắc, bớt cái sự buồn phiền trong gia đạo. Đinh Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi xét về thiên can. Như vậy là nạp âm ngũ hành của Đinh là hỏa, Ất là mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành được tương sinh. Như vậy thì dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Người Đinh Tỵ ở trong tháng 10 được bản mệnh tương sinh, thiên can thì nạp âm ngũ hành tương sinh, cho dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên là địa chi cũng giống như các tuổi Hợi khác, không tránh được cái sự xung khắc buồn phiền ở trong gia đình gia đạo mà đem lại. Cho nên là người Đinh Tỵ hãy cẩn thận cái việc trong gia đình ở trong tháng này hơn là bổn mạng và tài lộc. Tiếp đến đó là các em trai em gái tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 với mệnh Đại Lâm Mộc. Thì Đại Lâm Mộc mà gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa, là bổn mạng bị sinh xuất, bổn mệnh bị sinh xuất, sức khỏe bị suy yếu. Cẩn thận những cái việc không tốt cho sức khỏe, đừng quá cương ở trong công việc làm ăn. Thiên can thì cực kỳ xấu, với chữ Ất khắc chữ Kỷ, tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều điều không thuận lợi, dễ lâm vào bế tắc. Cẩn thận giấy tờ đáo tụng đình, coi chừng ha, coi chừng người ta sợ gáy, coi cẩn thận. Đây là một tháng khá xấu về công việc làm ăn, đặc biệt với cái phần địa chi gặp Tỵ Hợi lục xung thì rất là dễ phải xảy ra chuyện giấy tờ gì ở công an. Cho nên là người Đại Lâm Mộc, người Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc, hãy cẩn thận cái tháng 10 này. Với bổn mạng bị sinh xuất thì cái tuy là nó không mất tác dụng nhưng mà phúc tinh tài tinh vì thế cũng yếu đi. Rồi là thiên can tương khắc, địa chi thì lục xung, thì rất là có nhiều điều cần phải suy nghĩ. Cho nên là có thể nói là trong những người tuổi Tỵ thì các em trai em gái tuổi Kỷ Tỵ là xấu nhất ở trong tháng 10, trong các người tuổi Tỵ nha, chứ không mình không nói là xấu nhất trong lục thập hoa gia. Cho nên là nhớ cẩn thận nhiều điều ở trong tháng này. Các em thì đang ở trong cái tuổi cũng là còn là ngựa non háo đá đó, nhưng mà từ đầu năm tới giờ vào tam tai bắt đầu có những cái trục trặc ở trong cả tình cảm gia đạo đến công việc làm ăn thì mới bắt đầu có lòng tin hơn. Thôi thì cái gì nó cũng có giá của nó. Người Kỷ Tỵ vốn dĩ là người thích gọi là để dành, thích tích lũy, thì thôi thì đang gặp khó khăn thì lấy cái sự tích lũy đó ra mình gọi là xài, chứ còn bây giờ mình không biết kỳ chỉ bằng cách nào nữa ha. Người cuối cùng của tuổi Tỵ mà mình muốn chia sẻ đến là người Tân Tỵ sinh năm 2001. Các cháu nhỏ, các em nhỏ thì Tân Tỵ là mệnh Bạch Lạc Kim, mà gặp tháng Ất Hợi là tháng hỏa. Như vậy hỏa là khắc kim, mạng bị tháng khắc
sức khỏe cẩn thận nhiều việc xấu, đề phòng những cái việc phạm thân, rất dễ ngồi hưởng nhan đối với những người là nam mạng. Các cháu nhỏ mà nam mạng tháng này mà lỡ có bão biết gì thì né né đi ha, đừng có đi bão ha, coi chừng gặp tai nạn phạm thân. Đó. Thiên can ất khắc kỷ, tháng khắc thiên can, công việc gặp nhiều điều không thuận lợi, dễ lâm vào bế tắc, cần cẩn trọng. Dù sao đi nữa thì chữ ất khắc chữ kỷ là mình khắc tháng chứ không phải tháng khắc mình, cho nên là có gặp khó khăn đi nữa thì cũng không sao, mình cũng nắm trong tay để giải quyết. Và hơn nữa là người bạn đập kim thì còn nhỏ, mới vào đại học hoặc là đa phần là đi làm là ở trong cái thời gian là gọi là kiếm tiền, chưa phải là kinh doanh thương mại gì hết, cho nên là chỉ cẩn thận cái việc là trục trặc ở trong công việc thôi, chứ không quá là đến xấu như là cái chữ tân khắc ất này, nó không xấu như cái chữ ất khắc kỷ ở trên, nó là của người chỉ tỵ. Rồi địa chi tỵ hợi thì là thuộc nhóm lục xung, mô tả cái sự chống đối chọi nhau, gia đạo tình cảm sẽ khó chuyện yên vui, đặc biệt với các em nữ. Tháng này nè ha, mạng thì bị tháng khắc, thiên can á thì tân khắc ất, công việc có khó khăn, địa chi thì tỵ hợi lục xung, cho nên là tân tỵ 2001 cẩn thận tháng này với nhiều bất trắc xảy ra. Công việc thì không quá xấu, chỉ có gặp trục trặc thôi, nhưng mà với hỏa khắc kim thì nam mạng cẩn thận bổn mạng, nữ mạng cẩn thận việc gia đạo tình cảm, rất dễ có cái việc không vui với người yêu nha. Cẩn thận với những cái việc như vậy. Thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi của tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, tức tháng Ất Hợi, một cái tháng khá xấu đối với người tuổi tỵ. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho mọi người để biết được cái sự không tốt mà đưa ra những cái phòng tránh để mà có được cái tháng 10 nhẹ nhàng hơn, thành công hơn, chứ không có gặp rắc rối. Mình cũng hy vọng rằng là nó thật sự ra chia sẻ tử vi mình thấy tháng xấu, mình cũng hy vọng là mình nói sai, kệ nó sai, người ta chửi mình câu, mấy bạn tuổi tỵ chửi anh ba nói sai rồi, mình còn mừng nữa. Hy vọng rằng cuối tháng mình được nghe rằng mọi người anh ba ơi, tuổi tỵ tháng 10 ba nói sai rồi, cái điều đó là điều mình rất mừng, thật sự mà nói vậy đó. Kệ nó, ai chửi mình nói không đúng cũng được, nhưng mà mọi người được an toàn, mọi người được vui vẻ là mình vui rồi. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở bên dưới. Còn ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới luôn nhé, để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.